Xin chào toàn thể quý anh chị, đang quay trở lại với video tiếp theo. Ngày hôm nay em Hải đang có mặt tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để chia sẻ và gửi tới anh chị mình một lô đất ngang 6m2 rất là đẹp anh chị ơi. Lô này có mức giá rất là rẻ, nằm trên một con đường thông nha. Đó, phía trước đó quý anh chị, chỗ cái chú đang đi lại chỗ đó ha, đó đó đó, ngay đó đó. Ngang 6m2, dài 35, giá chỉ có 2-3 triệu thôi anh chị ơi, nằm trên đường thông nha. Đó, rất là đẹp quý anh chị ha. Một lô đất đây, ngang 6m2. Vị trí của mình là gần với đường Bình Thung quý anh chị ơi. Đó, tính từ đây qua tới chỗ cái anh đang đứng đó ha. Đó, ngang 6m2 anh chị. Gần đường Bình Thung anh chị ơi. Cách đường Bình Thung chắc tầm khoảng 20-30 mét thôi. Xíu nữa em sẽ di chuyển ra đường Bình Thung cho anh chị mình xem. Đặc biệt là nếu ngoài cái khu vực gần đường Bình Thung ra thì lô đất mình rất là gần với ngã tư Bình Thung, gần với quốc lộ 1K anh chị ha. Đó, nếu anh chị mình mà biết ngã tư Bình Thung và quốc lộ 1K là lô đất của mình nó cách đó chỉ tầm khoảng 700-800 mét thôi, rất là gần anh chị ạ. Ngoài ra lô đất này gần với chợ Bình An này, gần với trường cấp 1, cấp 2 và ủy ban của phường Bình An. Đường này là đường thông, đó, đường thông quý anh chị nha. Đường này lộ giới đâu đó 6m ha. Ở hướng này là mình ra DT743 được rồi quý anh chị, đó, hướng này. Ngoài ra thì lô đất của mình nó gần với dự án Phú Hồng Thịnh 6, 9 và 10. Nếu anh chị mình biết dự án Phú Hồng Thịnh ở Di An á, thì lô đất này nó ở phía sau ha, nó gần đó quý anh chị ha. Gần dự án Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 nha. Đấy, nhưng mà giá chỉ có 2-3 triệu thôi anh chị ha, đúng là mặt tiền kinh doanh luôn. Đây, đang có một chị bán thịt heo đây. Đấy, để em đi vào trong này cho quý anh chị mình xem xíu nữa ha, em vào em quay thực tế vị trí trong lô đất luôn đó. Còn chỗ này mình ra phía trước đâu quý anh chị, cái ô tô đang đi vào đó, đó chỗ đó là đường Bình Thông á, đường cắt ngang á, đó là đường Bình Thông ha. Từ đây ra đó chắc tầm 20-30 mét thôi, xíu nữa em cũng sẽ đi ra đó cho anh chị mình xem. Lô đất mình vị trí đẹp lắm quý anh chị, đường thông mà gần ủy ban phường Bình An này, gần chợ Bình An này, gần trường cấp 1, cấp 2 của phường Bình An luôn. Đó. Đây để em đi vào trong đây em quay lô đất cho quý anh chị mình xem. Đất vuông góc rất là đẹp. Ngang 6m2, dài 35, tổng là 215m, thổ cư 120m anh chị ơi. Hướng chính nam. Anh chị nào mà đông tứ trạch rất là hợp với lô này. Lô này chính nam luôn quý anh chị nha. Đó. Ở trong đây thì đang cho hàng xóm nuôi gà thôi quý anh chị ơi. Đấy, đất trống để trống cho nuôi gà. Gà quá trời. Rồi, chiều sâu là vào tới cây dừa đó quý anh chị. Quý anh chị thấy cây dừa đó không ạ? Đó, dài 35 là vào tới đó ha. Đất của mình là vuông góc đẹp quý anh chị nha. Ngang 6m2, dài 35, tổng là 215m. Giá có 2-3 triệu mét thôi anh chị, 2-3 triệu mét ha. Tính ra tổng tiền là 4 tỷ 950 triệu, chưa tới 5 tỷ anh chị nha. Cho lô đất 215m, thổ cư 120m, gần đường Bình Thung, gần chợ Bình An, gần ngã tư Bình Thung, thuộc phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy, đó, đường phía trước đó là đường Bình An đó quý anh chị, đường Bình Thung đó. Bây giờ em ra đó nha anh chị mình xem. Lô đất này anh chị mình xây biệt thự cũng đẹp ha, xây nhà trọ cũng ok ha, giá chỉ có 2-3 triệu, rất là rẻ. Đường này đường thông quý anh chị nha. Đó, từ đây mình ra đường Bình Thung phía trước đó, tầm 20-30 mét thôi, em đi vài bước là tới à. Ngoài ra thì lô đất của mình như em nói gần chợ Bình An anh chị nha, chỗ này ra chợ Bình An tầm 500m thôi. Còn nếu mà ra ngã tư Bình Thung và quốc lộ 1K là tầm đâu đó khoảng 700-800m ha. Còn xung quanh đây quý anh chị này, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 của phường Bình An, ủy ban phường Bình An và chợ Bình An trong bán kính 500m đầy đủ anh chị nha. Đó, còn đường cắt ngang này là đường Bình Thung này quý anh chị. Đây, đường này là đường Bình Thung. Đó, rất là đẹp quý anh chị nha, gần đường lộ lớn nha. Đây, hướng này mình ra chợ Bình An này quý anh chị, chạy thẳng lên đây tầm 500-600m thôi là tới chợ ha, tới ủy ban phường luôn. Còn chạy lên đây một xíu khoảng tầm độ 100m là tới cái trường cấp 3 của phường Bình An, trường trung học phổ thông phường Bình An. Đó, chạy lên đó xíu. Còn bên này có một cái trường đó quý chị này, trường Đoàn Thị Điểm này. Đó, chạy lên đây một xíu thôi quý chị. Còn hướng này là ra ngã tư Bình Thung và quốc lộ 1K ha. Đó, lô đất của mình gần đường Bình Thung. Rồi, em xin chào anh chị mình. Nếu anh chị yêu thích thì hãy alo cho em Hải ha. Em rất là cảm ơn ạ.